Con đường đại địa thứ ba, tập 255. Mình bước lên rồi, con đường đại địa thứ ba. Con đường đại địa này cũng xem như là bình thường, không giống khi âm tạ dày đặc của con đường đại địa thứ hai. Nửa canh giờ sau, đến đây rồi. 25 tầng thư tháp bát tầng tử của Vũ Hoa Môn, lại gặp phải đá vàng này rồi. Hàng tầng thự tháp bát tầng tử của Vũ Hồ Môn xếp hạng trực tiếp tăng lên 3 hạng sao? Càng lúc càng tò mò rồi, bán xếp hạng này rốt cuộc là làm cái gì? Lấy nào là số lần đang lên con đường đại địa hương? Nhanh lên một chút. Vội chết đi được. À tiền bối, hai. Không bình thường, tiểu tử này sao lại đến đây nữa rồi? À tiền bối, đã lâu không gặp, không ngờ nhanh như vậy lại gặp được ngài nữa rồi. Quả thật là có hơi nhanh, lần này ngươi từ đầu đăng lên cái con đường đại đế vậy. Trong bản thiền kiều của Vũ Hoa Môn, Vũ Hóa Đại Đế thì ra là như vậy. Xem ra Vũ Hóa Đại Đế vẫn để lại một phần cơ duyên cho các hậu nhân. À tiền bối à, đang làm cái gì vậy? Câu cá. Mật trần đỏ. Tiền bối, đây chẳng lẽ là anh chàng bị mất khỏi thế gian trong sự kiện trăng đỏ đi chưa? Không sai. Nghe tin bị mất lại xuất hiện ở trên con đường đại địa thứ ba, để rốt cuộc là sao? Tiền bối à, ông có cái gì ở nghe tin? Nghe tin cũng có cá sao? Mà cách xa như vậy, tiền bối có thể cấu được hay không? Tiền tỷ tử người hối hả bị nhiều rồi đấy. Con muốn chạy. Đừng không chạy. Người xuống đây đi. Uy áp mệnh thực. Đây là cái đó tiền bối à, ngài đang còn câu nghĩa tình sau. Sắp thành công rồi, cố lên. Ây da, đáng ghét. Giống như vậy à, tốn công vô ích rồi. Lỡ thất bại nữa rồi. À, lão tử có kỹ năng cầu cá nhưng dây câu lại không đủ chắc chắn. Kỳ địch, đây là tuyệt thế cao nhân gì vậy? Trực tiếp câu luôn một tên cầu sao? À tiền bối à, năm đó sự kiện của trăng đỏ đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ngài lại cầu trăng đỏ? Không muốn nói. Nhanh đi đi, đừng có làm phiền ta nữa. À được vậy, ta không làm phiền tiền bối nữa. Hả? Sao ngươi vẫn chịu đi? Tiền bối à, dựa theo quy tắc thì không phải ta nên chọn một thứ rồi sao rồi mới đi được à? Ở đây ta nói là tính hay là ngươi nói là tính? À, đương nhiên là tiền bối nói là tính rồi. Nhưng quy tắc chính là quy tắc. Nhân vật ngang bằng đại đĩa giống như tiền bối thì đương nhiên phải xem trọng quy tắc. Ta chỉ nhắc nhở một chút thôi. À, sợ tiền bối quên ấy mà. Ngồi rất là vô liêm sĩ. À tiền bối quá khen rồi. Không có đồ, gần đây người đang lên con đường đại đế quá nhiều, đồ đã phân hết rồi. Ngoài trừ ta ra, còn có người khác muốn đang lên con đường đại đế sao? Người cho rằng trong thiên hạ này chỉ có một mình người có cơ duyên thì thế ư? Trên thế giới này không thiếu thiền kiều. Khoảng thời gian này thì các người yêu nghiệt đàn cờ con đường đại đế không giống nhau. Cho nên tí tự à, tuyệt đối đừng có tự mãn. Núi cao còn có núi cao hơn. Phải học được cách kiềm tốn, đừng có hỏng một chút thì đôi đồ với người khác. À tiền bối à, bọn họ cũng giống như ta, liên tục 3 lần đăng cờ con đường đại đi sau. À tiền bối à, sao lại không nói chuyện nữa thế? À, tôi bỏ đi. Cái này cho người nè, nhanh đi đi. Năng lượng này là giống hợp với năng lượng có thể thúc đẩy tiến hóa thể chất mà ta lấy được sau khi tiêu diệt hư linh ở tổ địa của Nguyệt Luân Thần Triệu. Đây là năng lực đặc thù mà ta câu được ở trên trang đỏ. Đã bị ta tịnh hóa qua rồi, không độc không hại, có thể thúc đẩy cho thể chất của người tiến hóa. Chị bối à, năng lực đặc thù như vậy chỉ có ở trên trang đỏ mới có thôi sao? Còn loại năng lượng này có thể thúc đẩy tiến hóa thể chất đặc thù của ta?
Không nói nhanh đi lẹ đi, ta mệt rồi. Vậy văn bối cáo từ. À tiên bối à, lần sau gặp lại nhé. Lần này đúng là lời to rồi. Mình có bây giờ thì ra đang ở trên thể chất siêu tuyệt, mà tên thiên hỗn độn thánh thể của mình bị người khác phá hoại. Chứ dù là hậu thiên tứ tỉnh được thái dương thần thể hệ thống đại thành, thì thái dương thần thể ở trong thể chất siêu tuyệt loại 108 chư thiên chỉ có thể xếp ở trong hạ dù, không so được với những tư chất tuyệt thế thực sự này. Nếu như thân thể của mình có thể tiếp tục tiến hóa thì không giống nữa rồi. Lần sau gặp lại. Tiêu tử này liên tục 3 lần đăng cơ trên con đường đại đế không giống nhau, cũng xem như là hiếm gặp từ thời thượng cổ tới nay. Nếu như lại đến lần nữa thì tuyệt đối có thể đi trước top 10 của kiềm bản. Đây là cơ duyên, cũng là trách nhiệm. Có lẽ mình cũng nên làm vài việc thôi. Thập bát tần tử tần thư của Vũ Hoàng Môn che giấu một biên số 22 đệ nhất tông chư thiên tử nội vô địch. Như vậy là được rồi, đó phù hợp với tính cách vô sĩ của tình tiểu tử này. Con đường đại đế này do Vũ Hoàng Môn đại đế để lại. Không biết là Vũ Hoàng Môn đại đế có dụ ứng gì đây? Có người. Người đến rồi. Cô là ai? Là ta đã độ người tới nơi này. Tần thư thần tử đời thứ 100 của Vũ Hồng Môn bái kiến Vũ Hóa đại đế. Không cần phải cầu nệ, đây chỉ là ta có thể kỳ thiên niệm mà thôi, không phải là có thể đại đế thực sự. Hả? Ta lại gặp được Vũ Hồng Môn đại đế thực sự á? Cho dù chỉ là Vũ Hóa đế của thời kỳ thiên niệm, bảo ta đến đây nhất định là thầm ý, lợi ích nhất định là không ít. Dựa theo quy tắc thì hãy đến một trận trước, có thể cọ sát được vị đại đế, đó là vinh hạnh của ta. Hãy dốc toàn bộ sức lực công kích ta đi. Chỉ là ta công kích thì không được tốt lắm cho nhỉ. Bởi vì lời, ngươi thực sự cho rằng là ngươi có thể ngang bằng với thiếu niên cố bắn đại đế tại sao? Mặc dù đây có chút thành phần tự khen, nhưng mà đại đế chính là tồn tại vô địch cùng thế hệ. Người có thể để ta đi dưới chuyện một bước thôi thì xem ngư là người thắng. Nói đó như vậy thì xem chiêu. Chỉ cái chút thực lực này thôi sao? Căn bản không lợm lấy động ta một chút nào. Nếu đã như vậy thế thì ta không nương tay rồi. Một quyền nghiêm túc. Một quyền này có chút thú vị. À đây đi, quỳ mạnh thật. Ngươi không sao chưa? Chứ dù là hụ Vũ Hóa đại đế chứ phòng ngự, công kích mạnh nhất của ta chỉ có thể khiến hắn lùi sau một bước. Một quyền này rất mạnh, hơn nữa còn có vận thế, là ngươi tự sáng tạo ra sao? Đại đế cũng có tầm nhìn, người cũng không tệ. Chứ dù là cơ thể thiếu niên của ta chỉ là một phần mười thực lực ban đầu, nhưng mà ngươi có thể làm ta lấy động quá thật là không tệ rồi. Xem ra Vũ Hồn Môn phát triển cũng không tệ. Người đang khen ta hay là đang khen bản thân ngươi vậy? Nếu như người đang còn khen ta, tại sao ta thấy không vui chút nào vậy? Từ bỏ đi, nhìn thấy Vũ Hồn Môn xuất hiện nhân vật như vậy, ta nên thấy vui mới đúng. Nói như vậy thì vừa nãy người còn vui sao? Người quay về đi. Ủa? Có vấn đề gì không? À đại đế à, không có phần thưởng gì sao? Tiền bối câu cá nói rằng gặp đại đế sẽ có cơ duyên. Vốn dĩ là muốn chờ người một vài lợi ích, nhưng mà nhìn thấy người bây giờ mạnh như vậy, nghĩ lại thôi không còn nữa. Nhưng mà ta cho người đặt ra ba câu hỏi, xem như là bồi thường. Ta cô có thao tác như vậy à? Ta giờ nào này thế gian tại sao lại không có người thành đế? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bởi vì đế đạo khí vận trên thế gian này đã bị cất giấu đi, khiến cho con cờ duyên thành đế chỉ thiếu một phần nữa thôi.
Cho nên cho dù là 8 vạn năm có cường giả vô địch xuất thế, nhưng mà cuối cùng cũng không thể trở thành đế thật sự. Giấu đi một tia khí vận đế đạo á, ai giấu? Đây là câu hỏi thứ hai. Người chắc chắn là muốn hỏi câu này. À, bỏ đi, ta hỏi câu khác. Đời mình kiếp của ta làm thế nào để hòa giải? Ta còn có thể sống được bao lâu nữa? Cầu khoái vô tự bìa. Còn về ngươi có thể sống được bao lâu, không dễ nói. Bởi vì ngươi vốn dĩ sớm là người đã chết rồi. Nhưng mà phúc duyên của người thâm hậu, có thể sống tiếp, thì chỉ là nguyện nhận âm phủ tìm tới người. Nói tóm lại là đời mình kiếp phải nhanh chóng hóa giải. Không hổ danh là đời đi, là một mắt có thể nhìn thấy được mình và âm phủ đã tiếp xúc với nhau. Ngũ thần tử, ngươi đã ở Bắc Nguyên đài vật linh luyện nhiều năm, cũng đã từng giao đấu vô số thiên kiều ở Bắc Nguyên, chiến lực đã tàn, tù vì cả đột phá đến chân nhân cảnh. Lần này quay lại Vũ Hồ Môn nhất định là muốn đoạt lại cái vị trí của đế tử. Thực lực chỉnh thể của thiên kiều Bắc Nguyên đại vật vẫn mạnh hơn Đông Hoang đại vật. Bổn thần tử giao thủ với những thiên kiều hàng đầu kia vẫn là thắng ít hơn thua nhiều. Lần này đã bổn thần tử mở mạng tâm mắt nhiều hơn. Thần tử à, người kim tốn rồi. Những yêu nghiệt hàng đầu kia quá thật là khó đột phó, nhưng mà thần tử người vẫn là luôn tiến bộ. Người nói không sai, bổn thần tử quá thật là tiến bộ hơn không ít. Lần này quay lại Vũ Hồ Môn, 17 vị đệ tử Vũ Hồ Môn, cả thiên kiều của Đông Hoang đại vực. Bổn thần tử đều có niềm tin chiến thắng. Giả sử có một ngày nào đó bổn thần tử có thành tựu về vị trí đệ tử, quay lại Bắc Nguyên chiến đấu với những yêu nghiệt hàng đầu kia. Thần tử ảnh võ, bá thể vô song. Ban đầu ta cũng đã bị cái khí thế này của thần tử khuất phục, cam tâm tình nguyện đi theo bổn thị tử. Cũng không biết thập thần tử mùi thế nào rồi. Ban đầu bổn thần tử chính là vì muốn lấy lòng của triều linh, duyên mới đi xa đến Bắc Nguyên. Lập tức thì gặp lại cô ấy rồi, lại cái chút hồng phân nhỏ. Lần này triều linh nhi nhất định là phải lấy của bổn thần tử. Đợi đi, để tôi hỏi xong rồi xin cáo từ trước. Thì tử sau khi ra ngoài thì nhất định phải sống sót, gặp phải chuyện gì cũng đừng có phụ trường quá, sống mới có hy vọng. Thì đợi đi, yên tâm đi, ta nhất định sẽ sống tốt mà. Đi. À, dạ. Thôi, 8 giờ năm nay rồi, cuối cùng thì ta cũng đã đợi được người này rồi. Biến số mà ngươi đợi đã có rồi, chỉ là tên tiểu tử này mặc dù có hơi kỳ dị, nhưng mà tâm tính cũng là quá hỗn tạp, cũng còn không cùng đạo tâm rất là khó. Hạt giống đã gieo xuống rồi, thì còn về sau này làm thế nào thì phải mong chờ rồi. Thập bát tầng tự của Vũ Hóa đại đế lâu như vậy rồi vẫn chưa phân thắng thua sao? Mà đã chiến với thân thể thiếu niên của đại đế, thập bát thần tử, trận chiến này cho dù thắng hay thua thì hắn cũng đã thắng rồi. Thập bát thần tử đúng là vô địch. Mặc dù biết thập bát thần tử cho dù là như thế nào thì cũng không thể chiến thắng được Vũ Hóa đại đế. Nhưng người ta vẫn luôn mong chờ. Người mong chờ cái rắm gì? Thập bát thần tử thì có liên quan quá gì tới người chưa? Có liên quan hay không, lát nữa người chỉ biết thôi. Đi là không phải chứ, tên tiểu tử này thật sự đã làm được rồi. Thập bát thần tử tần thư hạng 1. Bốn thần tử ra ngoài rồi. Huy thần tích đúng là thần tích mà. Bây giờ từ bắt đầu, bây giờ thì ta độc tôn thập bát thần tử rồi. Huy đây mới là nam nhân mà ta muốn chứ. Hình như ta lại nhìn thấy một thiếu niên đại tí đàn con dân dân quốc khởi. Vinh hạnh của Vũ Hóa Môn.
Thôi bá thần tử ra ngoài rồi. Quỳ thần tử ý võ. Thôi bá thần tử ta thích người. Ủa? Thần tử à, phía trước hình như có rất nhiều người. Nhất định là biết người quay lại nên đặc biệt đến đây để hoan nghênh người rồi. Vậy thì xuống đó xem thử thế nào. Bốn thần tử đến rồi đây. Ai chà, không ngờ mọi người lại kích động như vậy. Xem ra đều đã nghe qua được ý danh của ta rồi. Ôi thần tử ý võ. Ôi khách khí rồi mọi người, đã quá khách khí rồi. Thần tử, người còn có thú nhận tiểu đệ nữa không? Ôi thần tử à, ta muốn gả cho người. Thần tử, nhiều người quá không chen vào được. Linh Diên. À Linh Diên à, ta đã quay lại rồi đây. Màu màu, tới đây ôm ta đây nào. Ủa. Thần tử. Ui, ta thích ngươi lợi hại như ngươi. Hả, gì vậy? À, Triều Linh Diên buông tay. Thầm bán thần tử, cái loại nam nhân đứng đầu bảng thiền kiều này, ai mà không ngưỡng mộ chưa? Thầm bán thần tử, ái mộ thầm bán thần tử cũng là chuyện bình thường. Một nam nhân như ta cũng rất là u mê hắn. Sau ngày hôm nay, cho dù là đệ nhất thần tử và đệ nhị thần tử cũng không thể nào che phủ được hào quang của thập bá thần tử. Thì ra mọi người vừa nãy không phải là đang hoan nghênh ta, mà là thập bá thần tử. Triệu Liên Diên, ngươi làm cái gì vậy? Cút đi. Cái ngươi làm cái gì vậy? Bây giờ ta là người của thập bá thần tử rồi. Người còn có liêm sĩ hay không vậy? Làm cái cút đi, cút đi. Ánh phần thần ta để lại ở trong thiên bản kiều, có lẽ là đã từng nói với thập bá thần tử rồi. Nếu như có thể đánh bại ta thì ta sẽ đi theo hắn, là người của hắn rồi. Hả? Gì vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thập bá thần tử à, ta nói không sai cái đúng không? Ngược lại thì có chuyện này. Vậy thì lúc nào chúng ta sẽ mái đường? Chọn ngày chỉ bằng chọn hôm nay. Hôm nay chúng ta đồng phòng luôn đi. Đúng rồi. Ủa, người này là ai vậy? Sao hình như có hơi quen quen. Đây không phải là ngũ thần tử sao? Từ lúc nào mà hắn đến đây rồi? Thập bát thần tử đã ăn ghế, không chỉ cướp mang tới hiện của ta, còn cướp đi linh hiên của ta. Tên này là ai vậy? Ngũ thần tử của nhà ta quần lâm đến đây, các người còn không mau bái kiến ư? Ngũ thần tử là kỳ tài ở Bắc Nguyên, đều là có uy danh không nhỏ, sao có thể để cho các người xem thường được? Thập bát thần tử gì đó đó, nhanh chóng qua đây quỳ xuống trước thần tử nhà ta, hiện lên cái đầu gối nhà người đi. Đây là cái con chim ngốc sao? Nhìn đầu óc của hắn thì không được thông minh cho lắm. Triệu Linh Diên, ngũ thần tử thích người đó là vinh hạnh của ngươi rồi. Nhanh chóng qua đây đi theo ngũ thần tử. Sau này ngũ thần tử sẽ đưa người đứng trên đỉnh cao của đồng hoàng. Lời này của mình không những giúp cho ngũ thần tử lấy lại được mặt mũi, mà còn củng cố thêm địa vị của mình ở trong lòng của ngũ thần tử. Huy thập bá thần tử à, cứu ta đi, con chim này không giữ quá đi, người ta sợ quá. Hả? Đợt đã hắn ghét. Thập bá thần tử à, bốn thần tử nhớ trước đây, người là một tên phế vật căn bản không lộ qua mắt của ta. Không ngờ bây giờ ngươi lại còn dám cướp nữ nhân của ta. Ngũ thần tử à, ngươi có lỡ phép hay không thế? Cừ lòng, có công phải lỡ phép với sầu kiến hay không? Đúng vậy, người và ngũ thần tử không cùng ở một đẳng cấp. Ngũ thần tử à, cần phải nói lỡ phép trước một kẻ rất rủi nhiều người sau. Hả? Phải cái gì vậy? Ui, ngầu quá đi. Cầm về, làm cánh nướng cho bà trước trước. Thần tử, cố tà dối. Còn chim yếu đuối như người mà cũng dám kiêu ngạo trước mặt bổn thần tử sao? Vậy bổn thần tử sẽ thành toàn cho người. Dừng tí.
Thảo bảo thần tử, ngươi đúng là to gan thực. À, xin lỗi. Cái gì? Xin lỗi ta. Người giết chim của ta. Có muốn xin lỗi ta? Muốn ta xin lỗi người nữa? Có phải là người ngang ngược quá rồi không? Là do người không lập phép trước, nhất định liền phải xin lỗi. Kiêu ngạo. Hôm nay bổn tôn tổ chức lý đồ của người xuống giẫm dưới chân. Đây là cái quần què gì vậy? Chứ dù biết trước đây người là một tên phế vật, nhưng bổn thần tử cũng không đánh giá thấp người bây giờ. Bổn thần tử mãi mãi chỉ còn bao giờ đánh giá thấp kẻ địch. Nói rất đúng. Bổn thần tử đã lịch luyện ở Bắc Nguyên nhiều năm, dưới cơ duyên trùng hợp cuối đã học được thần thông này. Hôm nay ngươi là người đầu tiên may mắn ở Đồng Hoàng được thần thông lục tí của bổn thần tử đánh bại. Thần thông lục tí này còn chiến quá thật là có chút thú vị. Bây giờ ta xem ngươi làm thế nào. Làm thế nào sao? Kết thúc chiến đấu. Bây giờ người vẫn muốn giẫm lên đầu của ta sao? Không, không thế nào. Bản thân tôi trở về từ Bắc Nguyên chính là người vô địch Đồng Hoang mà. Vô địch cái rắm, giao thần tử giẫm ra đi. Người mơ đi. Bản thần tử tuyệt đối chỉ còn giao thần tử giẫm ra. Nếu như hắn không cho vậy thì ta cho. Triệu Liên Diên, ngươi vì sao lại làm như vậy? Ngươi muốn làm tổn thương lòng ta sao? Sau này ta chính là người của Thập Bát Thần Tử rồi. Thần tự dám tự nhiên cũng là của hắn, thì có liên quan gì đâu. Ngươi Triệu Liên Diên, ngươi không làm ta thất vọng một mảnh si tình đối với ngươi. Ngươi ta tự à, nếu như ngươi thật sự thích ta thì không bằng đem thần tự dám định giao cho nam nhân nhà ta đi. Hả? À, chó liếm mà. Liếm đến cuối cùng vẫn là hai bàn tay trắng. Bỏ đi. Thật phó lường nhận. Ta nhận thua. Chô người. Tốt lắm. Hôm nay đúng là thu hoạch bồn thù. Trò chơi cuối cùng đã sắp hoàn thành rồi. Thập Bát Thần Tử, ngươi đừng có quá đắc ý. Ta ở Bắc Nguyên đã gặp rất nhiều thiên kiêu lợi hại. Thực lực chính thể của bọn họ là áp đảo Đồng Hoàng. Chờ ngày sau ngươi rời khỏi Đồng Hoàng thì lúc đó thì mới biết thế giới này to lớn, chính mình cũng chẳng là cái gì cả. Chi nhục hôm nay, ngày sau ta nhất định sẽ trả lại gấp bội. Thần tử à, không tốt rồi. Bà tiểu thư xảy ra chuyện rồi. Cái gì? Chậm. Kế xâm nhập. Giết. Còn mộn rồi, yêu thú quá nhiều. Ta căn bản là không xử lý hết được. Đứng lại. Muốn vào trống thì phải bước qua sát của ta trước. Cái gì? Còn mộn. Đám xuất sinh các người nghĩ đương dương chi phù không đảo lại nơi nào? Có bao nhiêu thì tính bao nhiêu, được giết hết cho ta. Thân tử, điều bảo cho ta.
Đám súc sinh này là dám to gan tới như vậy? Dốt cuộc là đó là chuyện quỷ gì đang xảy ra vậy? Nhiều yêu thú phi hành như vậy là từ đâu tới? Những yêu thú này phần lớn đều từ phụ cận Đại Ngân Sơn. Đại Ngân Sơn? Đại Ngân Sơn là địa bàn của Vũ Hoa Môn. Yêu thú bên trong đó đều là do Vũ Hoa Môn nuôi nhốt. Nhưng mà hôm nay những yêu thú này thế mà lại tập kích Vũ Hoa Môn, hơn nữa còn không biết sống chết, tập kích thân tử phụ công đạo. Cái này đúng là quá quắc thường đi. Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến Bạch Trước Trước? Thần tử à, ngài vào xem Tiểu Bạch, Bạch Tiểu Thừa đi rồi sẽ hiểu. Xem cái đám yêu thú này dọn dẹp hơi đi. Dương, cái này sao lại như vậy? Đây là Bạch Trước Trước. Đúng vậy, đây chính là Bạch Tiểu Thừa. Nó giống như là một cây kén. Tốc độ phong kén của Bạch Tiểu Thừa quá nhanh, làm chờ ta không kịp phản ứng, cả người Bạch Tiểu Thừa đã bị kén màu trắng này hoàn toàn bao bọc rồi. Quan trọng là cái kén này còn tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt. Những yêu thú kia hình như rất kháng cự mùi vị này, cho nên dù liều mạng cũng phải muốn sống vào. Các người lùi ra đi. Bạch Trước Trước hiện tại sống chết chưa rõ, cho nên biện pháp an toàn nhất trước tiên chính là phá kén ra cứu nàng ta. Chấm. Long Nguyên Thánh Kim thế mà lại không tạo ra bất kỳ tổn thương nào với nó à? Bạch Trước Trước ở trong kén khi thức tỉnh thì bình ổn, có vẻ như là có một loại biến hóa nào đó. Tạm thời thì có vẻ không sao. Chờ Vô Minh Lão Tổ trở về thì đã xem hắn có thể lấy được Bạch Trước Trước từ trong kén ra hay không. Thành tựu là cái kén này tỏa ra hương thơm đặc, thơm đặc thù, chỉ có tác dụng đối với yêu thú. Hiện tại bên ngoài giờ là đã tụ tập rất nhiều yêu thú. Thành tựu là không ổn rồi. Chúng ta vừa mới chém giết xong thì nhiều yêu thú phi hành, hiện tại bên ngoài lại càng ngày càng nhiều yêu thú hơn. Hơn nữa hướng Đại Ngân Sơn mơ hồ truyền đến tiếng thét gào cốt cự thú, hình như là yêu thú trong Đại Ngân Sơn đâu dao động. Lấy truyền yêu thể của ta thì tới hiện tại quả thực là cứ cảm giác được yêu thú ở trong Đại Ngân Sơn đang dao động. Nếu nhiều thú ở bên trong đều đang nhắm vào Bà Tiểu Thừa, chuyện này sợ là cái chút phiền toái. Dù sao thì các lão tổ cùng một môn chủ Vũ Hóa Môn đều đang ở bên ngoài trên đồ thành đồ cổ điện, còn ai có thể trấn áp được nhiều thú ở trong Đại Ngân Sơn? Tầm mặc kệ những yêu thú kia vì sao lại hấp dẫn tới đây. Nhưng mà nếu như bọn chúng dám động tới Bạch Trước Trước thôi, ta sẽ đổ sát cả tòa Đại Ngân Sơn. Càng người ra ngoài đối phó với yêu thú trước đi. Tiền Mệnh Nguyệt ở lại. Mọi người đi hết rồi. Chờ nhận giữa ta lại cái vị gì à? Người lại đi. Bước Tiêu Minh Nguyệt, bản thân tử muốn mượn thân thể của người dùng một chút. Hả? Bản thân tử hiện tại là muốn mượn thân thể của người làm chút chuyện. Người có tín nhiệm bản thân tử không? Hiện tại Minh Nguyệt đã là người có chủ nhận. Chủ nhận làm bất cứ chuyện gì đối với Minh Nguyệt, Minh Nguyệt sẽ không phản kháng. À được rồi, nằm xuống đi. Ở chỗ này. Được rồi. Đã sẵn sàng chưa? Chờ nhận, ta đã sẵn sàng rồi. Chỉ chú nhất nhẹ nhàng một chút. Chờ nhận, ngươi đi là... Có phải rất bất ngờ hay không? Hôm đó bổn thần tử sẽ nghiệm chứng suy đoán ở trong lòng, giúp ngươi trong vòng một ngày đã tới thần vương cảnh. Đây thật là ngồi ý muốn. Cái gì? Thần vương thợ xếp hạng 20 trong 108 loại siêu tùy thể chất, xếp hạng trong chư thiên, xếp hạng cao nhất, rất nhiều so với thái dương thần thị của ta. Một khi thân mang thần vương thể thì tu sĩ
Có thể một đường tu hành của thần vương cảnh chỉ cần tài nguyên đầy đủ, thì một đường tu hành trong lúc đó sẽ không gặp phải bất kỳ một bi cảnh nào. Và đây chính là chỗ kinh khủng của thần vương thể. Tiếp tục, cảm giác thế nào? Ta cảm giác tu vi của ta đang nhanh chóng tăng lên, quá thần kỳ. Linh cảnh, tu vi của ta đột phá tới linh cảnh rồi. Ta có vận động đa điền, năng lượng thì vô cùng vô tận. Mà năng lượng ở trong đan điền là năng lượng tu luyện tinh thần nhất, cho nên có thể trực tiếp bổ sung năng lượng cho Tiêu Minh Nguyệt, có thể giúp thân thể của nàng ta nhanh chóng hấp thụ, mà ta sẽ không khiến cho thân thể của nàng không chịu nổi mệt bào tạc. Trong thời kỳ cổ đại đế thì đại đế có thể giúp cho người khác quán tỉnh, nhanh chóng gia tăng tu vi. Rất nhiều con cháu của đại đế sau khi được đại đế quán đỉnh thì có được người xuất sắc, có thể đạt tới cảnh giới thánh nhân khủng bố. Mà thường bổ sung năng lượng của ta cùng với quán đỉnh làm gì khúc đồng công chi diệu. Một lá sầu đột phá chân nhân cảnh, địa nhân cảnh, thiền nhân cảnh, siêu nhiên cảnh, thần vương cảnh. Ôi, khí thế mạnh thật. Đây chính là thần vương cảnh sao? Quả thật là rất mạnh. Chịu nhận, ta đã đột phá đến thần vương cảnh rồi. Ý à, dừng lại, bình tĩnh. Mặc dù bây giờ cảnh giới của người đã đến rồi, nhưng mà vẫn chưa hoàn toàn nắm được sức mạnh này. Thần tử ban tặng cơ duyên lớn cho ta, ta không biết dùng ngôn ngữ nào để bày tỏ cảm kích của ta. Tiêu Minh Nguyệt à, ta cho ngươi một nhiệm vụ. Sau này giờ ngươi bảo vệ Bạch Chức trước, cho đến khi cô ta từ trong kén đi ra ngoài thế nào. Ta có hộ đạo, hộ nhân bảo vệ Bạch Chức trước, thì nếu như ở bên cạnh của ta thì đương nhiên sẽ không sao. Nhưng qua vài ngày nữa thôi thì ta phải đi hoàn thành ký nhiệm vụ rời khỏi đây, cho nên phải có người bảo vệ Bạch Chức trước. Ta không chết thì Bạch Tiết Thự sẽ không sao. Rất tốt, ta sẽ truyền cho người một bộ công pháp Long Tượng Trấn Ngục Kình. Công pháp? Người yên tâm đi, bộ công pháp này của ta không có hạn chế cảnh giới, sẽ tăng cấp theo cảnh giới. Uy lực thì thực sự sẽ chuyển tiếp tăng cấp uy lực. Đó tại chủ nhân, nhờ đồ này một lần lại có thể ăn được nhiều linh quả trong mấy kho như vậy, có phải cô ta còn năng lượng để thăng cấp giống như là Tiêu Minh Nguyệt hay không? Nếu đúng như là như vậy, ngược lại thì có thể cũng nạp cho cô ta một chút năng lượng. Long Tượng Trấn Ngục Kình. Chịu nhận, ta đã học được rồi. Đi ra bên ngoài xem thử. Thần tử à, yêu thú lúc này càng lúc càng nhiều rồi, hơn nữa càng lúc càng mạnh, căn bản là giết không xong. Để đó cho ta. Cậu công chúa cẩn thận, những yêu thú này không dễ đối phó đâu. Diệt. Vương Chi Liệt Diễm, đây là thần vương cảnh. Cô thật sự là Tiêu Minh Nguyệt cậu công chúa đó sao? Tu vi của cô sao có thể? Là ta mới mà có chủ nhận, ta mới có thể một bước tiến dài thần vương cảnh. Thần thứ cố chi đại đế mới có thể quán định cường ép tăng cường tu vi của người khác, mà thập bát thần tử lại cũng có thể làm được. Wow, đi theo thập bát thần tử quá nhiên chính là một cơ duyên lớn. Lựa chọn của ta không sai.
Xác nhận những yêu thú này đến từ núi Đại Ngọn sao? Chắc chắn. Sư phạt tàn sát cả núi Đại Ngọn. Ở sâu ở trong núi Đại Ngọn, tên là thập bá thần tử của Vũ Hoa Môn. Kế nào đêm phía trước? Chém. Chém cỡ mày. Đúng là còn bị sông chết. Giết hết bọn chúng. Thật sự là những con này đều là yêu thú cấp thấp. Trong núi Đại Ngân còn có rất nhiều thú cấp cao vẫn chưa xuất hiện. Thôi ba thần tử à, tại sao lại muốn ngăn cản chúng ta? Các người muốn đi đâu? Đương nhiên là muốn đi thôn vệ người hoặc kén ở trong Vũ Hóa Môn rồi. Cái này mọi người cũng biết sao? Ai nói cho các người biết? Không ai nói cho chúng ta cả. Đây là ký ức đã khắc sâu ở trong xương cốt của chúng ta rồi. Chúng ta nhất định phải thôn vệ cô ta. Nói như ta nói, ta không cho phép thì sao? Thế thì đừng trách chúng ta không khách khí. Không khách khí thì đã sao? Các ngươi chẳng qua chỉ là một đám súc sinh được Vũ Hóa Môn nuôi dưỡng mà thôi. Xông lên, thần chẳng thì giết thần, Phật chẳng thì giết Phật. Tiêu diệt thập bát thần tử, lên diệt. Không biết tự lưu sức mạnh. Càng bả chiếc thiên thập kiếm. Mười lăm phút sau, thập bát thần tử, ngươi không chặn được đâu. Mời dẫn yêu thuốc của núi Đại Ngân ta, xem người có thể chịu đựng được đến lúc nào. Cứ để cho thập bát thần tử làm loạn như vậy sao? Giờ sao thì chúng ta trên danh nghĩa cũng thuộc về Vũ Hoa Môn. Thập bát thần tử lại là người có hy vọng trở thành đệ tử. Quả thật là có một vài phiền phức. Như lời năm đó chúng ta vẫy vang cờ nào, ở đây là bị áp chế vạn năm, cũng nên kết thúc rồi. Biến số thì đã đến, ai có thể ngờ được rằng người họ Cán lại xuất hiện ở Vũ Hoa Môn. Hơn nữa còn có quan hệ không tầm thường với thập bát thần tử. Vũ Hoa Môn này nhỏ bé hơn chúng cho chúng ta. Thế thì phải để cho hắn đi chém chết 10 vạn yêu binh của núi Đại Ngân, xem tụi hắn có thể xử lý được bao nhiêu. Chúng ta bị bao vây rồi. Không, là bọn nó đã bị bao vây rồi. Viên Hồng, thế như ta được biết thì thiên yêu thể của người là một trong những con đường tiên hóa yêu thể. Hãy hấp thụ lượng lớn nội đàn của yêu thú có đúng không? À, là như vậy ư? Vì hôm nay chính là thịnh yến của ngươi rồi. Một canh giờ sau, hôm nay đại sát tử phường ở nơi này. Vừa hay ta cũng có ý này. Hú. Dung hợp cho ta. Lão tử đã tiến hóa thành kim giác đĩa thiềm rồi. Cái này là sao vậy? Giết sạch bọn nó, ai có thể lấy được nhiều nồi đàn yêu thú hơn? Thập bát thần tử đừng có hồng hụn láo.
Thần tử à, đây là hai vị đại yêu của núi Đại Ngân. Tù vị đã bước vào chân nhân cảnh rồi. Chân nhân cảnh sao? Ăn núi ngông cuồng. Núi Đại Nhân không phải là nơi để cho các người ti tiếng ngán ngược như vậy được đâu. Cút về đi, đừng có ngông cuồng thôn phệ người hóa tầm gì nữa. Ta có thể tha cho các người. Đi không thể nào. Người thôn phệ hóa cán là ấn ký cái đất khác sâu ở trong xương của lỗi yêu thú chúng ta, không thể làm trái được. À, thế thì không mong trách được ta đâu. Đi. Thần tử à, đi là đại yêu đấy. Nỗi đang cố bổn hoàng là cực kỳ trần quý giá mà cũng cho ta như vậy sao? Đây đều là con người. Hồi đá tạ thần tử. Viên hồn, ta đi theo. Người thực sự là tổ tiên tích đức rồi. Tình hình thế nào rồi? Cuồng đang giết. Đã diệt hơn hàng vạn yêu tộc rồi. Thập bát thần tử này quả nhiên không tầm thường. Không hối danh là con trai của thần Phạt Thiên. Nhưng mà cũng sắp đến giới hạn rồi. Đợi thêm một chút nữa xem sao. Sau 3 ngày, thập bát thần tử này vẫn chưa biết khó mà rút lui sao. Tình hình có chút bất ổn mà. Tên này hình như càng đánh thì càng mạnh. Gần 1/2 yêu tộc đã bị tàn sát hết rồi. Là ta đã xem thường hắn quá rồi. Nói như tiếp tục như vậy thì yêu loại của núi Đại Diêu ngon sợ là bị hắn giết hết mà thôi. Thôi bỏ đi, thời cơ đã đến rồi, chúng ta cũng nên hiện thân thôi. Thiên yêu thể của ta lại lần nữa tiến hóa trở thành phi thiên thiềm rồi. Tu vi của ta cũng đã đột biến, phá đến địa nhân cảnh sâu chân thân cảnh rồi. Tiếp tục, chỉ còn yêu loại của núi Đại Ngọn không dừng lại thì bốn phần tử sẽ hít tiếp tục diệt. Thập bát thần tử, hãy dừng lại ở đây đi. Tình huống gì vậy nè? Đây là Huy cơ thể không thể nào tự chủ. Ngươi bị làm sao vậy? Hơi thở của hai vị này đưa cho ta rất là đáng sợ. Thiên yêu thể của ta cảm nhận được cực kỳ đáng sợ. Hai vị này e rằng là đại yêu cấp bậc nghịch thiên. Khí thế này không được rồi, không kiên trì được nữa rồi. Ít nhất là đại yêu trên thần vương cảnh quá khủng bố rồi. Đoạn ghét. Cấm kỵ chí tùng cũ. Ủa, thập bát thần tử này cái chút thú gì? Cũng chỉ là cái chút thú gì mà thôi. Thập bát thần tử, lùi đi. Yêu chúng của núi Đại Ngọn luôn rút lùi trước. Ta không phải là đang thương lượng với người, mà là mệnh lệnh. Mệnh lệnh ta, dơ vào cái gì chứ? Dơ vào bóng tùa, thổi khí một cái thôi là có thể khiến cho người tan tành mây khói. Người không tin sao? Ta tin. Nhưng mà bốn thần tử không sợ. Hai vị này là tuyệt thế đại diệu, tuyệt đối là đối thủ khủng bố nhất mà ta đã từng gặp qua. Không biết là thủ môn nhận tiền bối có phải là đối thủ của bọn họ hay không. To gan thật.
Do chí là nôn ra máu tôi sao? Phòng ngủ của tên này có chút thú vị đấy. Không kiên trì được ba tức, hai vị yếu tố. Xin hãy dừng tay lại. Là quý tiểu bối của thủ môn nhận của đời này, ngón ngăn bốn tòa vẫn không có đủ tư cách đủ. Hai vị chắc có thầm ba thần tử là Tần Phà Thiền, có lẽ các người cũng biết. Nhưng mà hắn cũng là đồ địa của mình lão tổ, các người có biết hay không? Âm Minh nói như hắn là đồ địa của tỷ tử Âm Minh kia, thật sự càng không thể giải quyết như vậy. Nếu như người có thể tiến lên trước ba bước dưới uy áp của bốn tòa, thì chuyện này còn có thể thương lượng. Hai vị lão tổ nói đùa rồi, các người đã từng là tùy thế yêu tộc đi theo vũ hóa đệ đệ, tiểu bối ở trước mà các người một bước cũng không dám bước đi. Đi theo vũ hóa đệ đệ à? Hai vị này lại có lên lịch lớn như vậy sao? Thế thì đừng trách yêu chúng của núi Đại Ngọn thôn về người họ kén kia. Bốn thần tử không cho phép. Không còn người cho phép. Thập bá thần tử, ngồi trước mặt chúng ta không lỡ cái gì cả. Thôi, thập bá thần tử à, cô gái kia thật sự rất quan trọng với người sau. Rất quan trọng. Liệu cả tính mạng cũng không tí sao? Đúng vậy. Ta hiểu rồi. Hai vị lão tổ có thể nói mặt ta báo quá chuyện này không? Ngươi là cái thá gì mà trước mặt bốn tòa cũng phải nỡ mặt người chưa? Nói đó như vậy, hai vị ta là hồ đạo nhân của thập bát thần tử. Nói cô mạo phạm thì các người đến động, dám động đến một cộng lòng của hắn thì ta nhất định sẽ trả lại gấp 10 lần. Tiền bối, một tiêu bối không biết từ đầu chui ra là dám uy hiếp đến một tòa. Ê rằng người chưa gặp hòa thảo thiên khí diệm trước đi của bốn tòa. Kỳ địch bọn họ đây chỉ là đánh nhau từ sau, chỉ là ý áp này thôi đâu sắp để chết chúng ta rồi. Thần tiên đánh nhau thì tiêu bối gặp nhau, ôi chúng ta chết chắc thôi. Các người hãy rời khỏi nơi này trở đi. Tiêu diệt thu môn nhân đương đại người cũng xem như là tiên bố môn tòa chính thức xuất sơn rồi. Diệt ngũ thủ người không nên thủ, bởi vì người đây là muốn ép bốn tòa đích thần ra tay. Người không có cơ hội được phản kháng đâu. Hai vị yếu tố này tuyệt đối là có lai lịch. Khí thế này đúng là khiến cho người khác phải sợ hãi. Thủ môn nhận có chặn được không? Ta đã từng nói tiếng người lớn trội, ta phải trả lại gấp 10 lần. Cái gì? Cái này hỗn tượng như vậy sao? Đánh bại yêu tộc, đi theo vũ hóa đại đế, tử môn nhân tìm mối mạnh, bổn tọa nhất định sẽ chém chết ngươi. Không biết tự lượng sức mình. Mạnh thật.
Tiểu bối đáng ghét. Người đã triệt để thôi chọc ta điên lên rồi. Mấy giờ năm trôi qua, mặc dù thiên địa này cũng không sinh ra đại đỡ đi nữa, nhưng cuồng giá đại đế càng lúc càng mạnh, nội tình của vũ môn càng lúc thì càng đủ. Bốn tòa rất vui. Hả? Nhưng mà lão tổ chúng ta là tiên hiền của vũ hồ môn, không được mạo phạm. Đây là không ổn. Tính sai rồi. Đây là lời thủ đồ này ta đã từng nhìn thấy ở Vũ Hóa Đại Đế. Bởi vì Vũ Hóa Đại Đế chính là đưa ta vào Đại Đế chí lộ như vậy. Có thể sử dụng thủ đoạn của Đại Đế, vì yêu tộc này không phải lớn lớn mạnh bình thường. Thứ mồm nhân tiền bối có nguy hiểm rồi. Cẩn thận. Tiền bối à, ngươi không sao chưa? Hai người đánh công lại. Thứ môn nhân tìm mũi. Đến tôi đi. Khoan đã. Ta đồng ý với yêu cầu của các người. Đi lên trước các người ba bước. Không, không được. Thập bản thần thử. Ta muốn đưa người đi, bọn họ không thể ngăn được. Không cần phải nhân nhượng. Tìm bối à, ta đi đây. Ba chiếc trước, con bị bọn họ thôn phệ. Cứ để ta đi thử một lần. Thập bát thần tử, người đã suy nghĩ kỹ chưa? Cái này sẽ mất mạng đấy. Người hóa tầm cuối cùng cũng sẽ thành nghiệp chứ. Thập bát thần tử à, hãy lùi đi. Nỡ tình là của dường mình. Chuyện này xem như chưa từng xảy ra. Ta chỉ cho ngươi một con đường sống. Nói nhiều thì cũng vô ích. Đến đi, ta đón. Tiểu bối vô trì, cho dù ngươi kích đặc biệt thì ở trước mặt bốn tòa thì cũng chỉ như là một con kiến thôi. Đến đi đi. Ngươi chỉ cần đi lên trước ba bước thì chuyện này xem như là một quà. Được, hy vọng tiền bối có thể tuân thủ lời hứa. Ui, ý áp mạnh thật đi. Thần tử, ngươi còn dám tiến lên một bước à? Nhất định sẽ khiến người phải chết. Tiếp tục. Thôi bắt thần tử, không được. Không sao, bốn thần tử có thể chịu được. Bước thứ hai. Mở thật đi, giống như bị rút sạch sức lực của toàn thân vậy. Đúng là vô tri. Muốn nộp mạng thì phải bước ra ba bước. Người thứ ba, bước thứ ba của người. Thế thì ngươi hãy nhìn cho kỹ đi. Bước thứ ba. Không hổ danh là tiêu thế yêu tổ. Đây là ép cơ thể của ta nối luôn hay sao? Ây gió. Không hay rồi. Lợi không chịu được. Trình bày của hắn là áp lực biến mất rồi. Vừa nãy kia là cái gì? Hơi thở này, nếu như người và ta đều không có cảm giác sai
thì trên người của Thập Bát Thần Tử đã bộc phát ra hơi thở của Vũ Hóa Đại Đế rồi. Hơi thở trên người của người là của Vũ Hóa Đại Đế sao? Vũ Hóa Đại Đế lý nào là trên đây Thập Bát Thần Tử sống vào Thiên Kiều Bản còn lấy được hạng nhất? Hạng nhất của Thiên Kiều Bản, thế không phải nói là Thập Bát Thần Tử đã chiến thắng Vũ Hóa Đại Đế của thời kỳ thiếu niên rồi sao? Không thể nào, Đại Đế đều là tồn tại vô địch cùng thế hệ, Thập Bát Thần Tử không thể nào làm được. Năm đó chúng ta đi theo Vũ Hóa Đại Đế thì vô cùng quen thuộc về hơi thở của hắn, cái này không thể nào sai được. Có lẽ Vũ Hóa Đại Đế có dụng ý này. Hai vị, nếu như ta đã làm được rồi thì yêu chúng của núi Đại Ngọn nên rút đi, không thể tiến thêm một bước nữa. Tạm bỏ đi, nếu như Thập Bát Thần Tử đã thắng rồi thì chuyện này tạm thời xem như cho qua. Nhưng mà Thập Bát Thần Tử, ta vẫn phải cảnh cáo người. Người hóa cán là sao chổi gây họa, yêu loại của núi Đại Ngọn có thể bị áp chế, nhưng mà yêu loại trong thế gian này thì không đếm hết được. Người không thể chấm hết được đâu. Là tai họa có ý gì? Nếu như người cứ chấp mơ muốn bảo vệ người này thì tương lai của cậu Vũ Hoa Mồm đó sẽ bị ngươi làm cho liên lụy. Người hãy nghĩ cho kỳ đấy. Hai vị lão tổ đây là muốn đi đâu vậy? Bốn tòa nếu như đã xuất thế thì đương nhiên là quay về Vũ Hoa Mồm nắm giữ lại càng không lần nữa. Tứ môn nhân tỷ bội à, bây giờ Thanh Đồng Cổ điện tình hình thế nào rồi? Bây giờ mà tình hình thì chỉ có thể bước một bước tính một bước thôi, cố gắng hoàn thành được ký được nhiệm vụ thăng cấp thực lực cho bản thân, như vậy thì mới có thể ứng phó được với tình hình bất ngờ xảy ra nhiều hơn trong tương lai. Nhưng mà tình hình chiến đấu kịch liệt, gần như là tất cả nhân vật cấp giáo tổ của Đồng Hoàng đều tham dự vào tranh đoạt, thậm chí còn có cường giả tuyệt thế khác của các đại vật tới đây. Nói tóm lại là ở đó bây giờ là một mớ hỗn loạn, mà các lão tổ của Vũ Hoa Mồm ta đều đang còn đi về phía đó. Bây giờ vẫn không có người nào đi vào Thanh Đồng của viện sau. Chỉ định của hệ thống là được ký nhiệm vụ sẽ đi vào bên trong Thanh Đồng của điện mới có thể thuận lợi hoàn thành ký, không vào được. Mình là tổ lý nhục thần vô thường cửa ép đã đẩy ra một khe hở của Thanh Đồng cổ điện. Nhưng mà Thanh Đồng cổ điện là một trong những nơi thần bí nhất trong thời gian này, sao có thể dễ dàng đi vào được? Nhưng mà gần đây các vị giáo tổ đang bàn bạc ngừng chiến đấu, chuẩn bị liên hợp đi vào Thanh Đồng cổ điện. Có lẽ là không còn bao lâu nữa thì cánh cửa của Thanh Đồng cổ điện sẽ bị triệt để mà mở ra. Chưa nhận, Bạch Tiểu Thư vẫn không có động tĩnh gì. Người hoa cán là tai họa, vậy Bạch Tiểu trước là rốt cuộc có lai lịch thế nào? Thân tử à, ta đã quay lại rồi. Hả? Xảy ra chuyện gì vậy? Ai đã làm ngươi bị thương? Thần tử à, ta có một tin tức quan trọng. Vết thương lại nghiêm trọng tới như vậy, sao lại như vậy được chứ? Ai lại đem chân thần mình làm bị thương nặng như vậy, gần như là muốn lấy mạng của hắn. Thần tử, người đi theo dõi làm thái tử sao lại bị thương nặng tới như vậy? Thần tử à, ta đi theo dõi làm thái tử có được thu hoạch rất là lớn. Trước tiên thì nói ai đã làm người bị thương.
Thần tử, là người của Thư viện Thiên Đạo. Thư viện Thiên Đạo? Ngươi lại gặp bọn họ? Cái đám người này lại xuất thế rồi sao? Thần tử, Thư viện Thiên Đạo trên đây đối là đối thủ của Vũ Hoa Môn chúng ta, nhưng mà không giống với Vũ Hoa Môn của chúng ta. Thư viện Hoàng Đạo cứ cách một khoảng thời gian sẽ đóng cửa núi triệt để ẩn thế, chỉ có một vài thời gian nào đó sẽ xuất hiện. Ai lợi hại hơn một chút? Đương nhiên là Vũ Hoa Môn chúng ta. Dù sao thì chúng ta cũng có đại đế Thư viện Thiên Đạo, chỉ có chuẩn đế. Nói tình hình cụ thể. Mấy ngày hôm nay ta muốn luôn âm thầm theo dõi Lâm Thái Tử. Hắn đi vào thập vạn đại sơn vô cùng rộng lớn. Sau này Lâm Thái Tử đến khe núi, ở đó lại cực kỳ bí ẩn. Sau đó ta mới biết được là ở đó thuộc phạm vi thế lực của Thư viện Thiên Đạo. Mà thần tử ta ở khe núi đã cảm nhận được một luồng hơi thở long cực kỳ mãnh liệt. Hơi thở của lục nhục thần, ngươi chắc chắn là không sai chứ? Đây là cực kỳ hiếm gặp đấy. Thần tử không sai đâu. Hơn nữa ta đoán Lâm Thái Tử đã đi là một nơi trong cất thủy tổ lòng, đại tượng yêu của Long Tượng Cổ Quốc. Thủy tổ của Long Tượng Cổ Quốc đã từng là một vị Long Tượng đại yêu, năm đó cùng với Vũ Hoa Môn đại đế trong một lần đột xá ở đột đại đế thất bại mà chết. Toàn thân đều là bảo vật, có sự hỗ trợ đối với việc tăng cường lục nhục thần. Chỉ là thấy mấy vài năm nhưng mà vẫn chưa thể tìm được cô tung tích cụ thể. Lâm Thái Tử này nhất định là lấy được tin tức chính xác nên mới đi đến đó. 271